Xin chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Matcha Đá Say. Và hôm nay mình xin gửi đến các bạn những tuyệt kỹ trốn phòng thê của kỹ nữ ngày xưa, thủy kiều và những điều chưa kể. Nhắc đến kỹ nữ thì không thể thiếu được lầu xanh. Vậy nên để duy trì một nơi tầm cỡ như vậy thì các kỹ nữ phải có cho mình những kỹ năng thượng thừa, không chỉ để thỏa mãn khách qua đường mà còn biến họ thành những vị khách quen, không ngại vung tiền thỏa mãn cơn mê của mình thêm nhiều lần nữa. Trong tác phẩm Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du, Tú Bà đã có một câu nói để truyền cho Thúy Kiều tinh hoa của người kỹ nữ. Này con thuộc lấy làm lòng, bên ngoài 7 chữ, bên trong 8 nghề. Bên ngoài là những bộc lộ cảm xúc, cử chỉ bên ngoài. Bên trong lại là nghệ thuật chăn gối, không chỉ ở lầu xanh. Những nghệ thuật này cũng được áp dụng trong những cuộc yêu đương hiện đại. Bí kíp của kỹ nữ lầu xanh được gói gọn vào trong 7 chữ. 7 chữ này gồm khất, tiễn, thích, thiêu, giá, tẩu, tử. Chữ khất chính là khóc, nước mắt chính là vũ khí mạnh nhất của đàn bà, rất dễ để khiến những người đàn ông này dậy lòng thương cảm. Có một mánh khóe là tẩm nước gừng sống vào khăn tay, như thế này thì mùa Tết năm sau mới hết ngừng khóc được. Tiễn, mỗi người cắt một ít tóc, biện thành sợi rồi trao cho nhau, coi như vật tin, biểu lộ lòng chung thủy. Chữ thích, gần như xong một thứ gì đó giống nhau, cũng có thể là tên của nhau để thể hiện bản thân yêu thương khách chân thành, giành được sự quyến luyến. Chữ thiêu, đốt hương thề nguyền, nhưng còn đốt lên 6 huyệt của trên cơ thể. Điều này cần một thầy cao tay mới làm được. Tuy nhiên, kỹ nữ sẽ chỉ dừng lại ở việc đốt hương thôi, còn nếu mời thầy về thì chắc chắn là giả rồi. Chữ giá, đòi làm vợ lẽ. Điều này thì Thúy Kiều đã áp dụng thành công với Thúc Sinh. Chữ tẩu, tẩu ở đây chính là đưa nhau đi trốn. Điều này đã nằm trong sự tính toán của Tú Bà. Sau khi bắt được kiều nữ thì người nam nhân phải đền một khoản tiền rất lớn, nếu không có thể ra hầu quan. Chữ tử, người kỹ nữ sẽ cố tình giả chết để ngăn khách không quay đi mà cố tình làm nũng cho mình. 8 nghề, thật ra là có tới 72 tư thế quan hệ, tuy nhiên với một kỹ nữ lão luyện thì chỉ cần đúc kết lại là 8 tư thế thôi. Và 8 tư thế này đã được Tú Bà dạy cho Thúy Kiều rất tỉ mỉ. Tiếp người nhỏ và yếu thì dùng kích cổ thôi hoa, sử dụng tư thế cưỡi ngựa nhanh hết mức, có thể để khách nhanh chóng vào cuộc, quên đi mặc cảm của bản thân để lên tới đỉnh điểm. Tiếp người to, khỏe thì dùng kim liên song tỏa, vẫn như trên nhưng là kẹp đùi lại, cơ đùi khỏe hơn cơ vòng. Phương pháp này giúp cho kỹ nữ tiết kiệm sức nhưng vẫn tăng cảm giác cho khách. Tiếp người nóng vội thì dùng đại triển kỳ cô, đối phương đã nhiệt tình thì mình cũng cần phải nhập cuộc để người ta thấy được thành ý của mình chứ. Tiếp người chậm chạp thì dùng màn đã khinh sao, cũng vẫn đi theo tiến độ của khách nhưng cần giữ hơi lâu và hoạt động cơ vòng nhiều hơn nên sẽ mệt cho kỹ nữ. Tiếp người mới thì dùng khẩn xoan tam chặt, khóa chặt hai chân vào hông của người con trai đủ lâu để họ cảm nhận được vùng ấy, cũng như cần đổi tư thế liên tục. Tiếp người thành thạo thì dùng tà chỉ hữu chi, thay vì tập trung quá nhiều vào công việc chính thì người kỹ nữ sẽ ôm, hôn và thơm lên má để kìm hãm tiến độ cũng như cho tràn cảm giác yêu thương. Tiếp người si tình thì dùng tỏa tâm truy hồn, cần nhận biết được cảm xúc của khách để thay đổi theo từng trường hợp cũng như biết làm thế nào chính là một trò tiểu xảo tinh vi để điều khiển khách. Tiếp người lạnh lùng thì dùng nhất thần nhị tỏa, đàn ông yêu bằng mắt nên với những người này thì kỹ nữ cần đạt đến cảnh giới của diễn viên chuyên nghiệp, sử dụng thuần thục được cả cảm xúc thể hiện trên gương mặt lẫn ngôn ngữ cơ thể. Quả thực, nghề chơi cũng lắm công phu chứ đúng không các bạn? Nếu các bạn cảm thấy hay và thú vị thì hãy subscribe và like cho kênh của mình nhé. Hãy để lại comment góp ý và chờ đợi Thúy Kiều và những điều chưa kể phần 2 nhé.